Đến chợ Lan. À cái này em bán bao nhiêu? Đó, đưa cho em 40 đó. Trời ơi, cái quế mà em bán đắt em. Quế trắng mà anh. Đây cái tầm gì quế gì vậy? Rồi ăn được. Bụi này bán mấy em? Ồ cái này phải súng cây này. Em gì tôi gì dữ bữa đó anh cứ thấy đâu có hàng đầy đầu đầu lồ có một lần hai trăm rưỡi như hai trăm quế trắng thôi, ăn không biết cái loại đấy, để về ăn coi đã. Quế trắng bông nó trắng chút. Gì mà không biết. Có ăn thầy rồi mà không có. Bây giờ ăn hết tiền rồi, khổ lắm nữa. Hết tiền hả? Hết tiền rồi, mai mua tiếp. Ừ, mai mua tiếp. Quế trắng à? Về ăn coi.